kênh Nhà Nông Miền Tây xin được kính chào tất cả quý bà con. Thưa quý bà con, giá phân bón ngày 11 tháng 8 năm 2021, giá phân bón các loại tiếp tục chững lại ở giá cao. Trước tình hình thị trường phân bón tăng vọt thời gian vừa qua, Cục trưởng Cục Hóa chất Nguyễn Văn Thanh cho biết sẽ lấy ý kiến các bộ ngành liên quan làm cơ sở báo cáo Thủ tướng Chính phủ để có giải pháp bình ổn thị trường phân bón. Ở khu vực Tây Nam Bộ, phân Ure Cà Mau 600-640.000 đồng, Phú Mỹ 610-640.000 đồng, Ninh Bình 590.000-610.000 đồng, Trung Quốc 530.000-560.000 đồng. Phân DAB Hồng Hà 870.000-890.000 đồng, Đình Vũ 760.000-780.000 đồng, DAB Nông Trung Quốc 730.000-760.000 đồng, Philippines 810-830.000 đồng, Hàn Quốc 890.000-930.000 đồng. Phân Cali Miễn Cà Mau 540.000-590.000 đồng, Phú Mỹ 580.000-600.000 đồng, Israel 440.000-480.000 đồng, Canada 420.000-460.000 đồng, NBK 16-16-8 Cà Mau 540.000-590.000 đồng, Ba Con Cò 520.000-560.000 đồng, Phú Mỹ 550.000-590.000 đồng, Việt Nhật 540.000-570.000 đồng, NBK 20-20-15 Ba Con Cò 770.000-800.000 đồng, Bình Điền 750.000-780.000 đồng, NBK 20-20-15 TE Bình Điền 760.000-790.000 đồng, Phân Lân Super Long Thành 190.000-210.000 đồng. Khu vực Đông Nam Bộ và Tây Nguyên, phân Ure Cà Mau 640.000-670.000 đồng, Phú Mỹ 650.000-670.000 đồng, NBK 20-20-15 TE Bình Điền 750.000-800.000 đồng, NBK 20-20-15 Bình Điền 730.000-760.000 đồng, Phân Lân Văn Điển 200-210.000 đồng, NBK 16-16-8 Cà Mau và Phú Mỹ bằng giá từ 600-630.000 đồng, Phân Cali Miễn Cà Mau 540.000-580.000 đồng, Phú Mỹ 550.000-570.000 đồng. Trên đây là tình hình giá phân bón nha quý bà con. Quý bà con mình tham khảo giá phân bón kênh Nhà Nông Miền Tây cung cấp đến quý bà con là trên mỗi bao 50kg sẽ còn có sự chênh lệch nếu như quý bà con mình mua tiền mặt hay mua đầu tư, mua kèm với nguyên vật liệu khác hay là mình mua tự chở rồi chở tới nơi, đoạn đường vận chuyển xa hay gần, dễ hay khó mà cái mức chênh lệch sẽ có nha quý bà con nha. Cảm ơn quý bà con đã lựa chọn kênh Nhà Nông Miền Tây để tham khảo thông tin. Quý bà con có thể bình luận trực tiếp vào kênh để chúng ta có thể trao đổi thêm nhiều nội dung khác nữa. Và lưu ý đến quý bà con là hiện nay vẫn đang áp dụng chỉ thị 16, cho nên là quý bà con mình lưu ý giữ gìn sức khỏe, thực hiện 5K để cùng với xã hội chúng ta vượt qua giai đoạn dịch bệnh này một cách nhanh chóng nhất cho quý bà con nha. Cảm ơn quý bà con rất nhiều. Hãy nhớ nhấn nút đăng ký kênh Nhà Nông Miền Tây nè. Xin chào.